Thân ái chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần dãy số thực. Tuần trước, bài học trước thì chúng ta đã có được cái định nghĩa dãy số thực và trong đó chúng ta có giới thiệu cái khái niệm về sự hội tụ của dãy. Thế thì hôm nay chúng ta tiếp tục nối tiếp cái phần đó. Chúng ta nghiên cứu một số những cái khái niệm và một số những cái tính chất tiếp theo. Thế thì trước tiên thì chúng ta giới thiệu cho các em cái phần cái khái niệm bị chặn của một cái dãy số nó như thế nào, và sau đó thì chúng ta có một vài cái định lý khá đẹp, và thông qua những cái định lý đó thì chúng ta sẽ sáng tỏ hơn trong những cái bài học của cái phần mà chương số thực mà trước đó hai bài thầy có trình bày. Trước hết thì chúng ta xem cái khái niệm bị chặn của một dãy số như thế nào. Thế thì chúng ta định nghĩa như thế này. Một cái dãy số được gọi là bị chặn trên nếu như chúng ta tìm ra được một cái số thực A để sao cho xn của chúng ta nhỏ hơn hoặc là bằng A với mọi n thuộc về n lớn. N lớn của chúng ta là tập hợp các số tự nhiên. Một cách tương tự như vậy, chúng ta có cái khái niệm bị chặn dưới của một dãy số. Tức là chúng ta sẽ tìm ra được một cái số thực B nào đó để sao cho xn của chúng ta lớn hơn hay bằng B với mọi n thuộc về n lớn. Cái dãy số chặn trên thì chúng ta thấy như vậy, nó chặn trên bởi A, tức là nó từ A, nó bị chặn bởi cái chặn trên A, còn ở đây nó bị chặn dưới bởi cái chữ B. Thế bây giờ chúng ta có thêm một cái khái niệm nữa, đó là cái dãy số bị chặn. Bị chặn ở đây chúng ta được hiểu rằng nó vừa bị chặn trên, đồng thời nó vừa bị chặn dưới. Như vậy thì nó sẽ phải tồn tại hai cái số thực A và B. Thay giả sử rằng B bé hơn A, thì nó bị chặn thì nó phải chặn trên. Chặn trên có nghĩa là chúng ta phải có cái xn của chúng ta nhỏ hơn hay bằng A. Và nó bị chặn dưới cho nên chúng ta phải có nó lớn hơn hay bằng B. Điều này phải xảy ra với mọi n là số tự nhiên. Hoặc là chúng ta còn có thể một cái định nghĩa khác, tức là ta chỉ cần chỉ ra một cái số thực k nào đó sao cho trị tuyệt đối của xn nhỏ hơn hay bằng k. Dĩ nhiên k này của chúng ta là số dương, là đẹp nhất, tốt nhất với mọi n thuộc về n lớn. Như vậy thì chúng ta thấy cái định nghĩa của cái tính bị chặn này nó cũng hoàn toàn giống mà cái định nghĩa bị chặn ở trong chương trình phổ thông chúng ta đã được học. Bây giờ để hiểu rõ hơn cái định nghĩa thì chúng ta xem một cái ví dụ tiếp nối trong bài học trước. Bài học trước chúng ta đã dừng lại ở ví dụ thứ tư. Thì bây giờ chúng ta xem tiếp một cái ví dụ thứ năm như sau. Thầy cho một cái dãy số xn được bởi một cái số hạng tổng quát như sau: xn bằng n chia cho n cộng 1. Thế thì bây giờ chúng ta thấy với mọi n là số tự nhiên thì chúng ta xem thử chúng ta có được điều gì nhé. Thế thì rõ ràng n là số tự nhiên cho nên n của chúng ta số dương, và n cộng 1 cũng là số dương. Như vậy trước hết chúng ta thấy xn của chúng ta là một số lớn hơn không. Như vậy thì đương nhiên xn lớn hơn 0 với mọi n thuộc n lớn, do đó mà xn của chúng ta là một dãy số bị chặn dưới. Mặt khác chúng ta lại có tiếp một cái ý sau đây, chúng ta quan sát trên từng số của chúng ta là n, mẫu số là n cộng 1. Rõ ràng tử bé hơn mẫu, cho nên phân số n chia n cộng 1 bao giờ chúng ta cũng thấy nhỏ hơn 1. Do vậy mà xn của chúng ta là dãy số bị chặn trên. Với mọi n chúng ta đều có được điều này. Mà xn vừa bị chặn dưới, xn vừa bị chặn trên thì đương nhiên xn của chúng ta là bị chặn. Hoặc là chúng ta có thể dùng cái giả thiết, dùng cái cách diễn tả trị tuyệt đối. Chẳng hạn như ví dụ sau đây thầy cho. Chẳng hạn chúng ta có được cái xn của chúng ta nó được định bởi cái số hạng tổng quát là trừ 1 định thừa n. Thế thì lúc này chúng ta viết xn dưới dạng tường minh như sau. Với n của chúng ta là số chẵn thì trừ 1 định thừa chẵn thì đương nhiên nó bằng 1.
Và nếu n là số tự nhiên lẻ thì trừ 1 lũy thừa n nó sẽ bằng trừ 1. Do vậy với mọi n thì trị tuyệt đối của xn chúng ta nó bằng 1. Và đương nhiên 1 này chúng ta muốn chặn nó bé hơn mấy cũng được. Ví dụ ở đây thì chọn nó là bé hơn số 2. Và điều này xảy ra với mọi n thuộc n lớn. Như vậy ta có được khi n thuộc n lớn thì trị tuyệt đối xn nhỏ hơn 2, cho nên ta kết luận được xn của chúng ta là dãy số bị chặn. Như vậy thì ví dụ 5 này để cho chúng ta thấy rõ hơn được cái định nghĩa về cái tính bị chặn của một dãy số. Bây giờ chúng ta xem tiếp một cái khái niệm nữa, một cái định lý khá quan trọng. Đó là một cái dãy số mà nếu người ta cho hội tụ thì cái dãy số đó chắc chắn nó sẽ bị chặn. Một dãy số hội tụ thì nó bị chặn. Chúng ta hiểu một cách máy móc như vậy cho nó dễ nhớ. Thế bây giờ thì chúng ta xem thử cái cách chúng ta chứng minh cái định lý này ra sao nhé. Thế thì chúng ta giả sử rằng cái dãy số xn của chúng ta nó hội tụ về A. Như vậy thì chúng ta theo cái định nghĩa của sự hội tụ của dãy thì với mọi epsilon dương sẽ có một cái n0 sao cho n lớn hơn n0 thì ta có được trị tuyệt đối của xn trừ A nhỏ hơn epsilon. Thế bây giờ thì giả thiết cho xn giả sử hội tụ về A thì bây giờ ta chọn luôn cái epsilon bằng 1. 1 dương, cho nên ta có quyền chọn epsilon bằng 1. Thì thế nào chúng ta cũng tìm ra được một cái n0 mà cũng không nhất thiết thuộc n đó. Bài học trước thì ta đã bảo là x0, n0 chỉ cần là một số thực dương là đủ. Để sao cho khi n lớn hơn n0 thì ta dẫn đến được trị tuyệt đối của xn trừ a nhỏ hơn epsilon, tức là nhỏ hơn 1. Như vậy thì với cái giả thiết cho xn hội tụ về a thì bao giờ ta cũng tìm được một cái số n0 để n lớn hơn hay bằng n0 dẫn đến trị tuyệt đối xn trừ a nhỏ hơn 1. Vậy bây giờ để chứng minh dãy số xn bị chặn thì chúng ta phải chứng minh trị tuyệt đối của xn nhỏ hơn một cái số thực nào đó với mọi n thuộc n lớn. Vậy thì bây giờ làm sao để chúng ta móc nối được cái giả thiết trị tuyệt đối xn trừ a nhỏ hơn 1 trở thành trị tuyệt đối của xn thôi? Thì bằng cái nhận xét sau đây, chúng ta có trị tuyệt đối của xn rõ ràng nó bằng. Để có được, để móc nối được cái giả thiết này, để chúng ta sử dụng được cái giả thiết này thì thầy sẽ viết lại nó là trị tuyệt đối của xn trừ a. Mà thêm trừ a thì đương nhiên, bớt đi trừ a thì đương nhiên phải thêm cộng a vào đây. Thì lúc đó chúng ta thấy nó bằng xn a. Xn là ngay. Và ta sử dụng thì bất đẳng thức trong trị tuyệt đối thì ta có này. Trị tuyệt đối của xn là trừ a rồi cộng a thì đương nhiên nó sẽ phải nhỏ hơn hay bằng trị tuyệt đối của xn là trừ a cộng cho trị tuyệt đối của a. Cái bất đẳng thức này chúng ta cũng được gọi là bất đẳng thức tam giác. Và cái dấu bằng nó xảy ra khi mà xn là trừ a và a đều là những số dương thì ta có được dấu bằng. Cái bất đẳng thức này không khó, bất đẳng thức tầm thường. Rồi bây giờ thì chúng ta lại thấy tiếp này. Vừa rồi chúng ta có là xn là trừ a nhỏ hơn 1, ta thay vào đây nhỏ hơn hẳn 1, cho nên ở đây ta chặn nó là dấu nhỏ hơn hẳn 1 rồi cộng cho trị tuyệt đối của a, chúng ta viết lại. Thế bây giờ chúng ta quan sát thử một chút. Chúng ta nhìn coi chừng chúng ta bị nhầm chỗ này. Chúng ta có trị tuyệt đối của xn nhỏ hơn 1 cộng trị tuyệt đối của a. Xin lưu ý a này của chúng ta là một hằng số. A của chúng ta là duy nhất. Xn hội tụ về a thì trong định lý của bài học trước ta biết a là duy nhất rồi. Như vậy thì con số 1 cộng trị tuyệt đối a là một hằng số. Như vậy thì trị tuyệt đối xn là nhỏ hơn 1 cộng trị tuyệt đối của a đã đủ kết luận xn là bị chặn chưa? Thì câu trả lời là chưa.
Bởi vì điều này chỉ đúng với mọi n lớn hơn hay bằng n0 thôi. Mà trong khi đó, muốn chứng minh xn bị chặn thì ta phải chứng minh trị tuyệt đối xn là nhỏ hơn một cái số thực với mọi n thuộc n lớn chứ không phải với mọi n lớn hơn hay bằng n0 này đâu. Như vậy thì để giải quyết cái khúc mắc còn lại đó, chúng ta chỉ cần làm công việc nho nhỏ như sau thôi. Chúng ta sẽ gọi k là cái số lớn nhất trong những cái số sau đây. Chúng ta thấy rằng xn nó nhỏ hơn 1 cộng trị tuyệt đối của a với n0 trở đi. Như vậy vấn đề đặt ra là từ 1 đến n0 thì xn của chúng ta như thế nào? Thì bây giờ chúng ta gọi k là cái số lớn nhất trong những con số cụ thể sau đây. Đó là trị tuyệt đối của x1, rồi trị tuyệt đối của x2, cho đến trị tuyệt đối của xn0. Để chúng ta xét những số hạng của dãy số đi từ 1 đến n0. Đồng thời, k cũng là số lớn nhất của cái số 1 cộng cho trị tuyệt đối của a nữa. Như vậy nếu ta chọn k là số lớn nhất trong những số này thì ta xem thử có được điều gì xảy ra chúng ta nhé. Như vậy thì ta có được điều sau đây. Vậy thì khi mà n của chúng ta mà nó đi từ 1 đến n0 thì chúng ta quan sát. Khi n đi từ 1 đến n0 thì k là số lớn nhất. Thì cái k này có tồn tại không? Tồn tại. Bởi vì đây chỉ là những số hữu hạn. Thì đương nhiên trong những số hữu hạn này ta lựa ra cái số nào lớn nhất thì ta gọi đó là k. Cho nên là đương nhiên khi n lớn đi từ 1 đến n0 thì xn đương nhiên là phải nhỏ hơn hay bằng k. Bởi vì k nó là số lớn nhất trong những cái số này rồi thì chắc chắn rằng xn sẽ nhỏ hơn hoặc cùng lắm là bằng k. Thế còn khi n lớn hơn hay bằng n0 thì chúng ta thấy rằng khi n lớn bằng n0 thì trị tuyệt đối của xn là nhỏ hơn 1 cộng cho trị tuyệt đối của a. Mà cái số k này nó còn lớn hơn hoặc cùng lắm là nó bằng 1 cộng trị tuyệt đối của a thì đương nhiên trị tuyệt đối xn cũng sẽ phải nhỏ hơn hay bằng k. Như vậy thì n nhỏ hơn hay bằng n0 ta có trị tuyệt đối xn nhỏ hơn k. Rồi khi n lớn hơn hay bằng n0 chúng ta cũng có trị tuyệt đối xn là nhỏ hơn hay bằng k. Cho nên ta kết luận được trị tuyệt đối xn là nhỏ hơn hay bằng k xảy ra với mọi n thuộc n lớn. Và điều này thì nó tròn trịa rồi. Ta kéo theo được xn là bị chặn. Như vậy thì chúng ta thấy cái sự liên quan giữa hội tụ và bị chặn. Tức là mọi dãy số hội tụ thì nó đều bị chặn cả. Và bây giờ thì chúng ta xem thử một cái ví dụ liên quan đến cái định lý nho nhỏ này nhé. Thầy cho một ví dụ, mà cái ví dụ này thì trong cái bài học trước thầy cũng đã chứng minh cái giới hạn sau đây là hội tụ. Đó là lim của 2n trừ 1 chia 3n cộng 2 khi n tiến ra vô cực nó dần đến 0. Vừa rồi thì chúng ta đã có được cái giới hạn này bằng, xin lỗi, nó dần đến 2/3, thầy nói nhầm trong cái bài học trước. Giới hạn này nó hội tụ về 2/3, tức là dãy số xn là hội tụ thì đương nhiên cái dãy số xn của chúng ta là bị chặn. Như vậy hội tụ thì đương nhiên bị chặn. Như vậy thì một vấn đề nảy sinh ra, một dãy số bị chặn thì có chắc rằng nó hội tụ hay không? Thế thì chúng ta quan sát một cái ví dụ nho nhỏ ở đây nữa. Chẳng hạn thầy cho cái dãy số xn là bằng trừ 1 lũy thừa n. Thế thì ở bài học mới vừa rồi chúng ta thấy dãy số này là dãy số bị chặn, vừa rồi thầy cũng đã trình bày cho con. Và cái dãy số này rõ ràng có hội tụ không? Thì ở bài học trước thì chúng ta có chỉ ra hai cái dãy con của nó. Ví dụ hai dãy con là x2n, tức là x2n thì là nó là lũy thừa chẵn, tức là nó bằng 1 bằng 1. Bằng 1 cho nên nó hội tụ đến 1. Dãy con thứ hai ta chọn là x2n cộng 1 thì nó bằng trừ 1.
thì nó hội tụ đến trừ 1. Hai dãy con của nó hội tụ về hai số khác nhau, cho nên xn là của chúng ta không hội tụ, nó phân kỳ. Như vậy thì một dãy số bị chặn chưa chắc đã hội tụ, có thể nó là dãy số phân kỳ. Nhưng mà nếu nó hội tụ thì chắc chắn bị chặn. Cái định lý, cái nội dung của cái định lý này là như vậy. Bây giờ thì chúng ta xem tiếp một cái khái niệm nữa liên quan đến dãy số. Đó là cái khái niệm về tính chất đơn điệu của một dãy số. Thế thì chúng ta có hai cái định nghĩa sau đây. Trước hết, dãy số xn là được gọi là đơn điệu tăng nếu như các cái số hạng lớn, các cái số hạng khi n là càng lớn thì cái số hạng của nó cũng lớn hơn, tức là xn là nhỏ hơn hay bằng xn là cộng 1. Đó, cái nó cứ n là nó càng lớn thì cái số hạng của dãy số cứ càng lớn. Điều này xảy ra với mọi n là số tự nhiên. Thế bây giờ nếu như chúng ta bỏ cái dấu bằng này đi thì lúc đó ta gọi đó là dãy số tăng nghiêm cạnh. Bỏ dấu bằng để ta có được xn là nhỏ hơn hẳn xn là cộng 1 thì ta gọi là tăng nghiêm cạnh. Một cách tương tự, chúng ta có cái định nghĩa về dãy số đơn điệu giảm, tức là càng ngày cái số nó càng bé dần, tức là xn sẽ lớn hơn hay bằng xn là cộng 1 với mọi n là thuộc n là lớn. Và khi ta bỏ dấu bằng đi thì ta gọi nó là đơn điệu nghiêm cạnh, giảm nghiêm cạnh. Nếu ta bỏ dấu bằng, tức là xn là lớn hơn hẳn xn là cộng 1. Ở đây là cái định nghĩa tăng giảm của dãy số. Thế thì cái định nghĩa tăng giảm này thì nó cũng như là cái chương trình phổ thông thôi. Thì chúng ta có một cái định lý khá quan trọng liên quan đến việc cái tính chất, cái khái niệm đơn điệu này. Đó là cái định lý này nó lại soi sáng cho chúng ta thêm một cái kiến thức mà ở cái chương số thực thầy có nói nhưng mà thầy không trình bày, thầy không chứng minh. Thế thì ở đây nhân dịp này chúng ta sẽ soi sáng lại cái chương số thực bằng cái định lý sau đây. Đó là thầy cho một cái hàm dãy số xn vừa tăng và vừa bị chặn trên thì chắc chắn dãy số này của chúng ta sẽ hội tụ. Và đây chỉ là một cái dấu hiệu để biết được cái dãy số của chúng ta có hội tụ hay không. Thế thì bây giờ thầy chứng minh cái định lý này, và thông qua cái việc chứng minh định lý này thì chúng ta hiểu được một chút về cái bổ sung thêm cái kiến thức về cái chương số thực mà trước đó thầy có trình bày qua đó. Thế thì bây giờ trước hết thầy gọi cái A là cái tập hợp gồm có các cái số thực xn với n là thuộc về n là lớn. A là cái tập hợp này nhé. Thế thì bây giờ chúng ta thấy giả thiết cho cái dãy số xn của chúng ta bị chặn trên. Như vậy thì đương nhiên tập hợp A của chúng ta cũng sẽ bị chặn trên. Mà khi A bị chặn trên thì trong tập số thực chúng ta có cái nguyên lý supremo, nguyên lý đầy đủ, thì lúc đó bao giờ cũng tồn tại cái supremum của A, cái chặn trên đúng của A. Vậy thì chúng ta thấy nó tồn tại cái chặn trên đúng của A, và theo cái tính chất của chặn trên đúng thì bao giờ chúng ta cũng có được điều sau đây. Chúng ta chọn một cái epsilon dương nhỏ tùy ý, bao giờ chúng ta cũng sẽ tìm ra được một cái số n là 0. Thật sự là cũng không cần n là 0, tức là đại khái như vậy này. Sub A, cái tính chất của nó là với mọi epsilon dương thì bao giờ cũng tồn tại một cái số, một cái phần tử thuộc A, để sao cho cái phần tử đó nó nhỏ, nó lớn hơn cái sub A trừ cho epsilon. Mà cái phần tử thuộc A tức là cái xn nào đó. Xn nào đó ta gọi cái n nào đó là cái n0, để sao cho cái xn0 này nó phải
lớn hơn cái trận trên đúng của A trừ Epsilon. Đây là do cái tính chất của sum nha. Rồi thì đương nhiên sum A là trận trên đúng, cho nên xn là 0, đương nhiên là cũng phải nhỏ hơn hoặc cùng lắm là nó bằng sum A. Mà ta biết là nếu nó bằng thì sum A nó trở thành giá trị lớn nhất của A, nó là max của A. Trong cái chương số thực chúng ta cũng nói chuyện với nhau rồi. À, như vậy thì chúng ta lại quay trở lại một chút về cái chứng minh nó hội tụ này. Đó, bây giờ chúng ta đã có được cái điều sau đây này. Với mọi epsilon dương, chúng ta tìm ra được một cái n là 0 thuộc n là lớn, để sao cho sum A trừ epsilon nhỏ hơn xn là 0. Thế bây giờ chúng ta xem thử làm sao để chứng minh được. Với mọi n lớn hơn hoặc bằng n là 0 thì trị tuyệt đối của xn là trừ cho một số cố định nào đó nhỏ hơn epsilon, thì lúc đó xn là của chúng ta sẽ hội tụ. Và chúng ta làm việc đó như sau. Thế thì bây giờ chúng ta lấy với mọi n là lớn hơn n là 0. Đó, ta vừa nói thầy nói đó. Thì vừa rồi thầy mới bảo với chúng ta là sum A trừ epsilon nhỏ hơn xn là 0. Thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại giả thiết. Giả thiết cho chúng ta xn là một dãy số tăng. Cho nên khi n 0 nhỏ hơn n thì xn 0 phải nhỏ hơn hoặc cùng lắm là bằng xn thôi. Đồng ý ha. Rồi bây giờ thì chúng ta thấy từ đây ta suy ra, thầy giữ cái xn lại, giúp a lại, thầy chuyển cái xn này sang bên trái. Vậy thì chuyển trừ epsilon sang bên phải thì ta có được nhỏ hơn epsilon. Thầy lấy cái dấu nhỏ hơn này. Thế thì chúng ta thấy rằng sum A là trận trên đúng của A thì đương nhiên là nó phải lớn hơn mọi cái phần tử của A, tức là nó phải lớn hơn mọi phần tử của A, tức là sum A trừ cho xn của chúng ta nó phải là một số dương. Mà nếu nó là một số dương thì chúng ta có thể đưa nó vào dấu trị tuyệt đối được. Mà trị tuyệt đối của sum A trừ xn thì cũng chính là trị tuyệt đối của xn trừ cho sum A thôi, nhỏ hơn epsilon viết lại ở đây. Và các em nhìn này, chúng ta có này, vậy thì với mọi epsilon dương bao giờ chúng ta cũng tìm được một cái n 0 thuộc n lớn, để suy ra với mọi n lớn hơn n 0 ta đều có xn trừ sum A nhỏ hơn epsilon. Mà một tập hợp thì chỉ có một trận trên đúng duy nhất thôi. Mà cái điều đó thầy cũng đã nói trong cái phần số thực rồi. Như vậy thì điều này có nghĩa là xn của chúng ta nó hội tụ về cái trận trên đúng của A. Có nghĩa là xn tiến về sum A khi n tiến tới cộng vô cực, tức là xn hội tụ. À, và điều này nó soi sáng trong cái chương số thực mà thầy có cho một cái ví dụ mà các em nhớ là xét cái dãy số mà 1 cộng 1 chia n là tất cả lũy thừa n, là thầy bảo rằng cái dãy số là dãy số tăng và nó hội tụ về cái số ơ, cho nên cái tập hợp đó nó có sum là ơ. Nó cần trong cái phần mà thầy muốn nới rộng cái tập số tự nhiên, tập hợp mà số hữu tỉ ra đó, để chứng tỏ rằng cái hữu tỉ nó chưa đủ đó, vậy cái số ơ nó không thuộc về số hữu tỉ đó. Thì bây giờ cái bài học này qua cái định lý này chúng ta thấy được rất rõ. Như vậy thì các em nhớ này, một cái dãy số tăng và bị chặn trên nhé, thì bao giờ nó cũng hội tụ về cái chặn trên đúng của A. Hoặc đó thì chúng ta thấy được cái tính chất rất 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 hay như vậy. Và một cách tương tự thì chúng ta thay vì một dãy số tăng và bị chặn trên, thì bây giờ thầy xóa này đi, thầy cho một cái dãy số giảm và bị chặn dưới, thì đương nhiên cũng chứng minh tương tự, nó cũng hội tụ. Và các em nắm luôn cho thầy cái kiến thức này luôn, nó cũng sẽ hội tụ về cái chặn dưới đúng, cái cận dưới đúng, cái cận dưới đúng của cái tập hợp A. Yeah. Còn nếu mà tăng và bị chặn trên thì nó tiến về cái cận trên đúng của cái tập hợp A đó.
Rồi bây giờ thì chúng ta xem một cái ví dụ nó khá dài dòng, phức tạp để nó phải thành chứng minh lại trong cái bài học của cái chương số thực cho các em thấy. Thầy lấy ví dụ như bây giờ chúng ta chứng minh cái dãy số xn là được cho bởi cái số hạng tổng quát xn là bằng 1 cộng 1 chia n là tất cả bí thừa n là hội tụ. Và dĩ nhiên chúng ta biết n là này của chúng ta là số tự nhiên rồi, bởi vì dãy số nó là một cái ánh xạ đi từ tập hợp n mà đến r. Bây giờ thì muốn chứng minh nó hội tụ thì thầy sẽ chứng minh nó là một dãy số tăng và bị chặn trên, hoặc là giảm và bị chặn dưới. Cụ thể ở đây thì nó sẽ tăng và bị chặn trên đấy. Thế thì để giải quyết cái ví dụ này, thầy nhắc lại cái nhị thức Newton, cái cách thức khai triển nhị thức Newton của chúng ta như thế nào nhé. Nhị thức Newton là cái nhị thức mà người ta dạy chúng ta cái cách khai triển A cộng B tất cả bí thừa N. Thì nó sẽ bằng theo công thức chúng ta có, nó bằng CN đầu tiên là không trước, rồi A mang bí thừa dưới trừ trên, tức là N trừ cho không là N rồi. B mang bí thừa số ở trên, tức là B bí thừa không. Mà B bí thừa không thì nó bằng 1 thôi, thì chúng ta bôi luôn. Rồi cộng tiếp cho CN không rồi nó tăng lên 1. A mang bí thừa dưới trừ trên, tức là N trừ 1. Rồi B mang bí thừa số ở trên, tức là B bí thừa 1. Mà B bí thừa 1 thì bằng B, chúng ta bôi số 1 cho nó dễ đẹp, cho nó dễ thấy. Rồi cộng tiếp cho chẳng hạn như CN là chập 2, A lũy thừa N trừ 2, B lũy thừa 2, cộng cho vân vân, cho đến ví dụ thầy dừng lại ở cái thứ K, tức là CN là chập K, A mang lũy thừa dưới trừ trên, tức là N trừ K, rồi nhân cho B lũy thừa K, rồi cộng vân vân cho đến cái số hạng cuối cùng của chúng ta, nó là CN chập N A lũy thừa dưới trừ trên, tức là N trừ cho N, B mang lũy thừa trên, tức là B lũy thừa N. Mà N trừ N là bằng 0, A lũy thừa 0 thì bằng 1, cho nên người ta xóa đi luôn. Như vậy thì đây là cái khai triển nhị thức Newton. Nhắc lại là chuẩn bị thầy khai triển cái dãy số 1 cộng 1 chia N lũy thừa N ở đó. Thế thì ở đây cũng nhân tiện thầy nhắc lại cho. Vậy thì ta khai triển luôn cái 1 cộng 1 chia N lũy thừa N là nhé. Thế thì nó bằng này. Ở đây A của chúng ta đóng vai trò là số 1 và B của chúng ta là 1 chia N. Ta thay A và B vào đây thì ta có được ngay CN là chập 0, A lũy thừa N là bằng 1. Thôi không ghi nhé. Rồi cộng tiếp cho CN là chập 1, A lũy thừa N là trừ 1 bằng 1, B của chúng ta là 1 chia N, như vậy còn lại 1 chia N. Cộng tiếp cho CN là chập 2, A lũy thừa N là trừ 2 bằng 1, B bình phương thì nó bằng 1 chia N bình phương. Vân vân. Cho đến cái số hạng thứ K, ta thay vào ở đây bằng 1 rồi, ở đây là 1 chia N là lũy thừa K. Và cho đến cái số hạng cuối cùng của chúng ta, nó là CN là chập N là B lũy thừa N là, tức là 1 chia N là lũy thừa N. Chúng ta khai triển cái nhị thức Newton của cái dãy số 1 cộng 1 chia N lũy thừa N. Thế thì ở đây thầy nhắc lại cho nghe cái tổ hợp cái C N chập K. Theo định nghĩa nó bằng cái gì nào? Nó bằng trên tử là N là giai thừa chia cho K giai thừa nhân cho N là trừ K giai thừa. Thế thì ở đây thầy sẽ đơn giản bớt như sau. N là giai thừa và N là trừ K giai thừa ta đơn giản đi, thì trên tử còn lại N nhân cho N là trừ 1 nhân miết nhân cho đến N là trừ K và thêm một đơn vị, tức là cộng 1. Như vậy nó đơn giản đi thì ta còn lại cái tử số như thế này, và mẫu số thì nó còn lại là K giai thừa. Đây là cái công thức về tổ hợp. Thế thì bây giờ các em ghi nhận cho thầy cái khai triển này nhé, và nhớ cho thầy cái cách dùng cái công thức tổ hợp để chúng ta qua cái trang mới như thế này, và chúng ta vừa mới khai triển cái nhị thức Newton nó ra. Thế bây giờ thì thầy sẽ bắt đầu và khai triển tiếp nó ra. Thầy để ý đến cái số hạng tổng quát này là CNK chia 1 chia N lũy thừa K nó như thế nào. Thế bây giờ chúng ta xem.
ta có cn chập k một chia n lũy thừa k. Thầy viết lại như sau: cn chập k vừa rồi thầy mới nhắc cho đó, thì nó bằng cái gì ở trên tử? N nhân n trừ 1 nhân n trừ 2 vân vân, nhân cho đến số cuối cùng là n trừ k cộng 1 chia cho k danh thừa. Thế còn n lũy thừa k thì thầy tách nó ra thành n nhân nhân k lần cái n đó. Thì ở đây ta có đây, n nhân k lần nhé. Và bây giờ thì ta đơn giản bớt. Thế thì ở đây 1 chia k giai thừa thì thầy viết lại ở đây. N đơn giản bớt cho n chỗ này. Và chúng ta để ý ở trên tử n trừ 1 mẫu là n. N trừ 1 chia n thầy tách ra như sau: n chia n này được là 1. Vậy ở đây còn lại trừ 1 chia n. Thầy tách ra như vậy. Rồi nhân tiếp cho cái số hạng cuối cùng của chúng ta, n trừ k cộng 1 chia cho n này. Ở đây là có k số hạng, ở dưới cũng có k số hạng. Thì n này đã đơn giản đi rồi, thì tương ứng với nó thì ở đây là cái số hạng cuối cùng đã tương ứng là nó hết rồi. Thì ở đây chúng ta thấy ta chia ra thì ta có được cái điều sau đây: n chia n thì ta thấy nó bằng 1. Rồi trừ cho, nếu đây là trừ thì ở trên này sẽ còn lại là k trừ 1 chia cho, ở đây là n. Như vậy thì chúng ta để ý một chút về cái tính tổng quát của nó để chúng ta thay vào đây như sau: c n chập k, k đây thì ở ngoài này nó sẽ là 1 chia k giai thừa, và ở đây là k thì nó sẽ nhân như sau: 1 trừ 1 trên n, rồi nhân tiếp 1 trừ 2 trên n, rồi nhân tiếp 1 trừ 3 trên n, rồi nhân vân vân cho đến 1 trừ cho k trừ 1. Nếu ở đây là k thì cuối cùng sẽ là k trừ 1 chia n, thì dừng lại ở đó. Vậy thì chúng ta lại thấy chỗ này của chúng ta tiếp tục bằng cn chập 0, ta biết bằng 1 rồi. Cn chập 1 bằng n chia cho n là hết, còn lại 1. Rồi bây giờ ở đây cn chập 2 nhân 1 chia n bình phương, đây cái hình ảnh của nó đây. Thì các em quan sát ở đây ứng với k bằng 2. Như vậy k bằng 2 thì 1 chia k giai thừa thì nó chính là 1 chia 2 giai thừa, đúng chưa nào? Còn các quy luật này thì ở đây ứng với k bằng 2 thì ta thay k bằng 2 ở đây. 2 trừ 1 bằng 1, 1 chia n. Như vậy thì nó sẽ dừng lại ở cái số hạng 1 chia n. Như vậy thì ở đây ta nhân này, để khởi đầu từ 1 trừ cho 1 chia n, mà ta dừng lại ở 1 chia n thì tới đây là hết rồi, không còn lẫn tới được nữa. Đó. Thầy lấy ví dụ như bây giờ tiếp theo này, chẳng hạn như ứng với lại cái n k bằng 3 đi nhé, thì ta xem nhé, nó sẽ là bao nhiêu? K bằng 3 đi, thầy nói lại là vẫn ứng với tiếp tục là k bằng 3. K bằng 3 thì nó sẽ là ở đây là 1 chia 3 giai thừa, rồi nhân ở đây k bằng 3 thấy vào đây thì là 3 trừ 1 là 2. Như vậy thì 1 chia 3 giai thừa nhân 1 trừ 1 chia n là nhân tiếp 1 trừ 2 chia n là thì dừng lại ở đó. Rồi ta cộng tiếp vân vân. Còn cái số hạng tổng quát cn chập k 1 chia n lũy thừa k thì ta đã có sẵn ở đây rồi, thầy không ghi nữa. Vậy thì cái số cuối cùng, số cuối cùng chúng ta thấy ứng ở đây ứng với k bằng n. K bằng n thì ta thay vào đây thì nó sẽ dừng lại ở cái số hạng có chứa n trừ 1 chia n. Và k bằng n cho nên ở đây 1 chia k giai thừa thì nó sẽ là 1 chia n giai thừa, rồi nhân cho 1 trừ cho 1 chia n, rồi lẫn tới là gì? 1 trừ cho 2 chia n, rồi nếu lẫn tới nữa là gì? 1
trừ 3 trên n là vân vân cho đến k bằng n lớn tới n trừ 1 chia n thì dừng lại, tức là nhân tiếp cho 1 trừ cho n trừ 1 chia cho n thì dừng lại ở đó. À, như vậy thì thầy đã khai triển được cái 1 cộng 1 chia n lũy thừa n dưới cái dạng tưởng minh như thế này. Và chúng ta ghi chú chỗ này để chúng ta qua trang mới. Đây, chúng ta có được cái xn là vừa mới khai triển như thế này xong. Thế bây giờ như vậy thì thầy muốn chứng minh nó tăng hay nó giảm, dễ số tăng hay dễ số giảm, thì chúng ta xem thử cái xn thì đã khai triển ra rồi. Vậy thì ta xem thử cái xn cộng 1 khai triển ra như thế nào. Nếu xn cộng 1 của chúng ta mà lớn hơn xn thì đó là dễ số tăng. Còn nếu xn của chúng ta nhỏ hơn dễ số nhỏ hơn xn thì đó là dễ số giảm. Thì bây giờ ta thử khai triển xn cộng 1 theo cái kiểu cách mà vừa rồi chúng ta vừa mới trình bày như thế nào các em nhé. Thế bây giờ xn cộng 1 hơi khó tưởng tượng, là chúng ta cố gắng một chút. Thế thì nếu khai triển ra thì soạn đầu cũng là 1 thôi, soạn thứ hai cũng là 1. Cái chuyện này không khó, bắt đầu từ cái k bằng 2. Các em chú ý này, ở đây là n ở đây là ứng với cái xn mà nhé. Như vậy thì ở đây không phải là n nữa mà nó là n cộng 1. Như vậy thì ứng với cái giá trị k bằng 2 thì ở đây cũng sẽ cộng cho 1 chia 2 giai thừa nhân cho 1 trừ cho, thay vì 1 chia n thì bây giờ n đóng vai trò là n cộng 1, thì nó sẽ là cộng cho 1 chia n cộng 1. Rồi đến tiếp theo, đó là chẳng hạn nó đến cái số hạng thứ n, ở đây số hạng cuối cùng là n cộng 1 nhé, cho đến cái số hạng thứ n thì chúng ta thấy nó sẽ là, tức là ứng với k bằng n đó, thì nó sẽ là 1 chia n giai thừa. Rồi ta nhân cho 1 trừ cho cái chữ n này bây giờ đóng vai trò là n cộng 1 thì phải trừ cho 1 chia cho n cộng 1. Tại vì chỗ này nó hết chỗ rồi. Cho nên nếu mà nhân tiếp nữa thì sao, là nhân cho 1 trừ cho 2 chia n cộng 1. Rồi lại nhân tiếp nữa là cái gì? 3, 1 trừ cho 3 chia n cộng 1 vân vân, cho đến số cuối cùng của chúng ta là n 1 trừ cho n trừ 1, n là nhỏ dưới mẫu, bây giờ đóng vai trò là n cộng 1 chia cho n cộng 1. Và cuối cùng cái số cuối cùng của chúng ta đó là 1 chia n cộng 1 giai thừa, đúng không? Thì nhân tiếp cho 1 trừ cho 1 chia n cộng 1 vân vân, cho đến số cuối cùng là 1 trừ cho n chia cho n cộng 1. Thế thì chúng ta nhận xét thấy như thế này, 1 chia 1 chia n của chúng ta rõ ràng nó nhỏ hơn 1 trừ 1 chia n cộng 1. Rồi 1 chia 1 trừ 1 chia n cũng nhỏ hơn 1 trừ 1 chia n cộng 1, vân vân. Số này cũng nhỏ hơn số này. Như vậy thì cả cái số trên này đã nhỏ hơn số dưới rồi, mà số dưới này nó còn cộng thêm cho cả một cái số dương này nữa, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng cái xn của chúng ta nó nhỏ hơn xn cộng 1. Có nghĩa là ta vừa mới chứng minh được xn của chúng ta là một dãy số tăng. Thế bây giờ nó còn bị chặn. Thế thì bây giờ thầy hướng dẫn một chút để chúng ta về chúng ta chặn. Rồi bài học sau thì thầy sẽ trình bày tiếp cho các em cái bước bị chặn của nó. Thế bây giờ chúng ta ghi nhận cái dãy số này để chúng ta chặn như thế này. Thầy hướng dẫn cho thấy này. 1 trừ 1 trên n là rõ ràng bé hơn 1. 1 trừ 1 trên n là bé hơn 1 hết. Như vậy thì cái dãy số xn này nó sẽ nhỏ hơn 2, 1 cộng 1 là 2, cộng 1 chia 2 giai thừa, cộng vân vân, cộng cho 1 chia n là giai thừa. Và từ đó chúng ta sẽ nhận ra được cái dãy số xn của chúng ta sẽ bị chặn trên. Còn cái việc chứng minh một cách tường minh thì thôi thầy hẹn với các em sang bữa học tiếp theo. Thế thì hôm nay thì chúng ta có học thêm một số những cái khái niệm liên quan đến dãy số, đó là tính chất bị chặn, tính chất đơn điệu, và có một cái định lý
là dãy số mà tăng chặn trên thì hội tụ, hoặc dãy số giảm và bị chặn dưới thì cũng hội tụ, mà hội tụ về infimum, còn tăng bị chặn trên thì nó hội tụ về supremum. Thế bài học của chúng ta đến đây thì chấm dứt.